喂，料俾阿爷咪搵啦，浸炒撒ớt，sự chế biến của đầu bếp nhà hàng Mạnh Hiền ở địa chỉ ở xã Lương Nội, ở Thư Thanh Hóa. Anh em có dịp lên đây đi chơi thì ghé vào quán thưởng thức cái món này. Chim này là chim rừng đúng không anh? Chim này giống kiểu đốc lốp ở nhà, phải đốc lốp không? To. Hấp dẫn chưa? Món gà rừng. Không kịp rồi. Có đái mà cho chụp được này. Cái đũa mà sờ xòe ra tí đi cơ. Dạ chim này béo quá. Hiện nay còn biển thì chú làm ra chú. Alo. Xả ớt ở đầu bếp. Thôi mời anh ra làm đi ạ. Hấp dẫn lắm rồi ạ. Thơm cực kỳ luôn. Mấy bộ mình đang đi như thế này. Đây xin chào các em nhá. Hẹn gặp lại ở video sau. Mình chuyển sang công tác đi giao lưu với em trong này.